Hey, xin chào tất cả các em, các thành viên của lớp ôn thi công chức khối đảng và các tổ chức chính trị xã hội. Xin mời các em chúng ta vào lớp để cùng thầy chúng ta giải đáp bộ đề của các bạn thi vị trí công chức hội nông dân. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em các nội dung của bộ đề theo quy định số 797 của Hội Nông dân Việt Nam, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam. Các em nhé, thì bộ đề thầy đo lớp chúng ta, xin mời các em chúng ta cùng vào lớp để cùng thầy chúng ta giải đáp các câu hỏi trong bộ đề của quy định số 797. Ở câu hỏi số 1, anh chị hãy cho biết về các nội dung, mục đích công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của hội, nguyên tắc kiểm tra, giám sát và chủ thể và đối tượng chịu sự kiểm tra giám sát theo quy định số 797 về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam. Thì chúng ta trả lời câu hỏi này như sau. Các em nhớ đi thi, các em phải check câu hỏi vào bài thi và xung quanh chúng ta ghi chữ bài này các em nhé. Thì chúng ta cần xây dựng cái dàn ý để chúng ta xác định ý trả lời ở đây, đúng không? Các nội dung thứ nhất là về phần mục đích công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của hội, thứ hai đó là nguyên tắc kiểm tra giám sát, thứ ba là chủ thể và đối tượng chịu sự kiểm tra giám sát, đúng không? Thì ta gạch ba ý rất là rõ để chúng ta xây dựng cái khung để trả lời, để chúng ta không bị trùng ý, sót ý các em nhé. Và chúng ta trả lời như sau. Công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong hệ thống tổ chức Hội Nông dân Việt Nam từ trung ương đến cơ sở và cấp chi hội, tổ hội được thực hiện theo các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của điều lệ hội. Thì hoạt động kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật là hoạt động thường xuyên của mọi tổ chức. Điều này rất cần thiết, đúng không ạ, để tăng cường kỷ luật kỷ cương, thực hiện hoạt động hiệu quả của bộ máy của các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có Hội Nông dân Việt Nam. Thì chúng ta phải đi vào tiếp vào cái khái niệm ở đây. Ta thấy về khái niệm về kiểm tra của hội chính là việc các tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm và vi phạm của tổ chức hội và cán bộ hội, hội viên được kiểm tra trong việc chấp hành điều lệ hội, nghị quyết, quy định của hội, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chúng ta cần nêu được khái niệm là kiểm tra của hội, đó là việc các tổ chức hội có thẩm quyền xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của tổ chức hội và các hội viên được kiểm tra trong việc chấp hành điều lệ hội, nghị quyết, quy định của hội, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Còn về giám sát của hội, giám sát hội đó là việc các tổ chức hội có thẩm quyền giám quan sát, theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để tổ chức hội và cán bộ hội, hội viên được giám sát chấp hành điều lệ hội, nghị quyết rồi quy định của hội, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ta nhớ về khái niệm là giám sát của hội đó là việc các tổ chức hội có thẩm quyền quan sát, theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để tổ chức hội và cán bộ hội viên được giám sát chấp hành điều lệ hội, nghị quyết, quy định hội, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nước. Khái niệm thứ ba đó là về thi hành kỷ luật hội, đó là việc tổ chức hội có thẩm quyền được thực hiện quyền thi hành kỷ luật đối với tổ chức hội và cán bộ hội, hội viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật bằng một trong những hình thức kỷ luật của hội. Thì như về khái niệm thi hành kỷ luật hội, đó là việc tổ chức hội có thẩm quyền được quyền thi hành kỷ luật đối với tổ chức hội và cán bộ hội rồi hội viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật bằng một trong những hình thức kỷ luật của hội. Thì công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của hội phải thực hiện ở trên sở các quy định chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như các quy định điều lệ hội, nhằm đạt được những cái mục đích và thực hiện theo các nguyên tắc cũng như xác định rõ về chủ thể và đối tượng chịu sự kiểm tra giám sát. Thì những nội dung này đã được quy định chi tiết trong quy định số 797 của Ban chấp hành Hội Nông dân Việt Nam, cụ thể như sau các em nhé. Đấy, chúng ta thấy đi từng ý. Ý thứ nhất, chúng ta thấy mục 1.1 đó là về mục đích của công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của hội. Thì chúng ta thấy nó rõ với nội dung về mục đích ở đây, nó có ba mục đích rất rõ. Mục đích thứ nhất là nhằm tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ chủ động đánh giá hoạt động của tổ chức hội và cán bộ hội thuộc phạm vi lãnh đạo quản lý, bảo đảm việc chấp hành nghiêm điều lệ hội, nghị quyết, quy định của hội, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kịp thời sửa đổi bổ sung các quy định của hội phù hợp
với thực tiễn, thì ta thấy mục đích thứ nhất nó thể hiện đó là nhằm tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành, ban thường vụ chủ động đánh giá của tổ chức hội, cán bộ hội thuộc phạm vi lãnh đạo quản lý. Rồi chúng ta thấy liên quan thực hiện các chủ trương đường lối, cho thấy là bảo chấp hành đường lối chủ trương rồi điều lệ hội, đúng không ạ? Rồi kịp thời sửa bổ sung các quy định của hội phù hợp thực tiễn. Mục đích thứ hai cho công tác kiểm tra giám sát hành kỷ luật của hội đó là phát huy những cái ưu điểm nhân tố mới, phát hiện hạn chế thiếu sót khuyết điểm và nguyên nhân để kịp thời phòng ngừa ngăn chặn chấn chỉnh khắc phục những vi phạm của tổ chức hội, cán bộ hội và hội viên. Chúng ta thấy mục đích thứ hai ở đây là phát huy những ưu điểm nhân tố mới, rồi chúng ta thấy phát hiện hạn chế thiếu sót khuyết điểm và nguyên nhân để kịp thời phòng ngừa ngăn chặn chấn chỉnh khắc phục những vi phạm của tổ chức hội, cán bộ hội và hội viên. Mục đích thứ ba của công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của hội đó là nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, bảo vệ quyền ích hợp pháp chính đáng của cán bộ hội viên nông dân. Thì chúng ta thấy mục đích thứ ba hiện ra rõ là nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, rồi giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt, rồi giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, bảo vệ quyền ích hợp pháp chính đáng của cán bộ hội và hội viên và nông dân. Nhớ là thấy ba mục đích rất rõ cho công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật hội. Ta đi tiếp vào ý thứ hai trong câu hỏi, đó là về 1.2 nguyên tắc kiểm tra giám sát. Thì hoạt động kiểm tra giám sát của hội nông dân Việt Nam cần tuân thủ các nguyên tắc sau đây. Đấy, chúng ta cần có lời dẫn như vậy. Nguyên tắc thứ nhất là công tác kiểm tra giám sát là một nhiệm vụ thường xuyên được thực hiện ở các cấp hội. Tất cả các tổ chức hội và cán bộ hội, hội viên đều được chịu sự kiểm tra giám sát hội. Chúng ta nhớ nguyên tắc về kiểm tra thứ nhất, kiểm tra giám sát của hội nông dân ấy, đó là công tác kiểm tra giám sát là nhiệm vụ thường xuyên được thực hiện ở các cấp hội. Tất cả các tổ chức hội và cán bộ hội, hội viên đều chịu kiểm tra giám sát của hội. Nguyên tắc thứ hai đó là kiểm tra giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, lấy mục đích xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh là mục tiêu, phương hướng, nội dung hoạt động. Người ta nhớ cái nguyên tắc hai trong kiểm tra giám sát của nông dân Việt Nam đó là kiểm tra giám sát nó phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, lấy mục đích xây dựng và phát triển hội vững mạnh là mục tiêu, phương hướng, nội dung hoạt động, chứ không phải vì động cơ cá nhân, đúng không ạ? Thấy hay lợi ích nhóm trong việc kiểm tra giám sát hay chủ rộng đấy, nó phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, đúng không ạ? Thứ ba đó là nguyên tắc về kiểm tra giám sát phải được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời, đảm bảo quy định của Đảng, pháp luật và điều lệ hội. Quy định của hội nếu phát hiện sai phạm phải kiến nghị xử lý kịp thời đúng quy định. Đó thấy nguyên tắc thứ ba trong kiểm tra giám sát của nông dân Việt Nam đó là kiểm tra giám sát phải được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời, bảo đảm theo quy định của Đảng, pháp luật và điều lệ hội. Quy định của hội nếu phát hiện sai phạm phải kiến nghị xử lý kịp thời và đúng quy định. Nguyên tắc thứ tư trong kiểm tra giám sát của nông dân đó là tổ chức hội phải thường xuyên tự kiểm tra giám sát ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra các cấp, hội kiểm tra giám sát tổ chức hội, cán bộ hội ở cấp mình, ở cấp dưới và hội viên. Cán bộ hội, hội viên thực hiện kiểm tra giám sát theo sự phân công của tổ chức hội và mà có tổ chức có thẩm quyền, nó thấy rất là rõ người có thẩm quyền. Nó thấy với cái nguyên tắc tư nó thể hiện rất rõ đây là tổ chức hội phải thường xuyên tự kiểm tra giám sát ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra các cấp, hội kiểm tra giám sát tổ chức hội, cán bộ hội ở cấp mình, cấp dưới và hội viên. Cán bộ hội, hội viên thực hiện kiểm tra giám sát theo sự phân công của tổ chức hội có thẩm quyền. Thì chúng ta thấy đó là bốn nguyên tắc kiểm tra giám sát của hội nông dân Việt Nam. Ta đi tiếp vùng 1.3 đó là về chủ thể và đối tượng chịu sự kiểm tra giám sát. Thì chúng ta thấy rất rõ ở đây ở trong quy định số 797 quy định rất rõ về những đối tượng và chủ thể chịu sự kiểm tra giám sát như sau. Thứ nhất, về chủ thể kiểm tra giám sát đó chính là ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra, hội nông dân cấp. Ta nhớ về chủ thể kiểm tra giám sát đó chính là ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra, hội nông dân các cấp. Còn về đối tượng chịu sự kiểm tra giám sát thì nó thể hiện ở đây chúng ta tách về tư duy, đó là đối tượng chịu sự kiểm tra nó về tổ chức và cá nhân. Thì với tổ chức hội thì đó chính là ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra, hội nông dân các cấp, ban chấp hành chi hội, tổ hội và các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cho ban thường vụ ở trung ương, hội và ban thường vụ, hội nông dân cấp tỉnh. Chúng ta nhớ gắn với tổ chức hội đối tượng là đối tượng chịu sự kiểm tra giám sát đầu tiên, nhưng mà tổ chức hội chính là ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra, hội nông dân các cấp, ban chấp hành chi hội, tổ hội và các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cho ban
Thường vụ Trung ương Hội và Ban Thường vụ Hội đồng dân cấp tỉnh. Đối tượng chịu kiểm sát, kiểm tra giám sát thứ hai đó chính là gắn với cá nhân. Cá nhân đây chính là cán bộ hội nông dân các cấp, cán bộ chi hội, tổ hội và hội viên. Ta nhớ gắn với đối tượng chịu sự kiểm tra giám sát là cá nhân thì là chính là cán bộ hội nông dân các cấp, rồi cán bộ chi hội, tổ hội và hội viên. Như vậy ta xong ba phần rất là rõ trong cái phần câu hỏi số 1 về mục đích công tác kiểm tra, giám sát thi hành của hội, rồi nguyên tắc kiểm tra, chủ thể và đối tượng chịu sự kiểm tra giám sát. Đây là phần thân bài chúng ta trình bày xong. Chúng ta phần kết bài trên đây là những nội dung quy định về mục đích của công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của hội, cũng như các quy định về nguyên tắc kiểm tra giám sát và các chủ thể đối tượng chịu sự kiểm sát được quy định trong quy định số 797 của Hội Nông dân Việt Nam, đúng không ạ? Quy định về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam, đây là những quy định rất quan trọng, đúng không ạ? Để chúng ta, để các cơ quan thẩm quyền, đúng không ạ, khi thực hiện các kiểm tra căn cứ vào mục đích và nguyên tắc, đúng không, thực hiện trên cơ sở thẩm quyền của mình, xác định rõ được đúng đối tượng kiểm tra, đúng không, và các đối tượng bị chịu sự kiểm tra sát cũng có thẩm quyền rất rõ trong cái việc phản hồi hay là khiếu nại về các quyết định hoạt động kiểm tra của các cơ quan thẩm quyền, đúng không, đảm bảo được tuân thủ theo đúng các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nước và các quy định trong điều lệ hội, các em nhá. Và đã xong trong câu hỏi số 1. Ta đi tiếp với câu hỏi số 2 với nội dung như sau. Anh chị hãy cho biết về nội dung kiểm tra, giám sát và hình thức kiểm tra giám sát theo quy định số 797 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam. Thì chúng ta trả lời câu hỏi này như sau. Chúng ta bao giờ cũng phải có sự dẫn dắt, đúng không? Đấy, hoạt động kiểm tra giám sát là hoạt động thường xuyên của các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có Hội Nông dân Việt Nam, đúng không? Thì việc kiểm tra giám sát này phải trên cơ sở căn cứ các nội dung và hình thức kiểm tra giám sát phù hợp. Thì trong quy định số 797 của Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành hướng dẫn chi tiết các nội dung cho các cấp hội từ trung ương đến địa phương về công tác kiểm tra giám sát, với các quy định về nội dung và hình thức kiểm tra giám sát như sau. Chúng ta thấy mục 2.1 chính là về phần nội dung kiểm tra giám sát được quy định tại điều 6 trong quy định số 797, cụ thể bao gồm các nội dung như sau. Một là kiểm tra giám sát, nội dung thứ nhất là hiện là việc kiểm tra giám sát được chấp hành điều lệ hội, được thực hiện nghị quyết và các quy định của tổ chức hội các cấp, kèm nhau cái nội dung kiểm tra giám sát đầu tiên là kiểm tra giám sát được chấp hành điều lệ hội, được thực hiện nghị quyết và các quy định của các tổ chức hội. Thông qua chúng ta thấy cái việc mà thực hiện các chức năng này, nhiệm vụ của tổ chức hội theo quy định của điều lệ hội, rồi kiểm tra giám sát được chấp hành điều lệ, nghị quyết, các quy định, thông qua triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết đại hội và nghị quyết ban chấp hành, ban thường vụ hội nông dân cấp, rồi kiểm tra và giám sát chấp hành điều lệ của hội đấy, nghị quyết, các quy định, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ của ban chấp hành hội nông dân từ cấp huyện trở lên theo điều 10 của điều lệ hội, của ban chấp hành cơ sở theo điều 12 của điều hội. Rồi việc kiểm tra giám sát hay nội dung đầu tiên về kiểm tra chấp hành điều lệ hội, và thông qua việc xây dựng và củng cố tổ chức hội cơ sở, các chi hội, tổ hội, việc thực hiện nhiệm vụ của chi hội, tổ hội, của hội viên theo quy định của điều hội. Chúng ta thấy cái nội dung thứ nhất trong kiểm tra giám sát việc chấp hành điều lệ hội, thực hiện nghị quyết và các quy định của các tổ chức hội các cấp qua 4 nội dung. Chúng ta thấy là liên quan về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức hội này, việc triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội và nghị quyết ban chấp hành này, ban thường vụ này, đúng không? Rồi việc thực hiện nhiệm vụ của ban chấp hành hội nông dân từ cấp huyện trở lên, đúng không? Rồi việc xây dựng và củng cố tổ chức hội cơ sở, các chi hội, tổ hội, đúng không? Việc thực hiện nhiệm vụ của chi hội, tổ hội, hội viên, các em nhá. Đây là 4 nội dung, 4 cái công việc rất là rõ trong cái nội dung đầu tiên về kiểm tra giám sát được chấp hành điều đại hội, thực hiện nghị quyết và các quy định của tổ chức hội các cấp. Nội dung kiểm tra giám sát thứ hai đó là kiểm tra sát của quản lý và sử dụng tài chính của hội, thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội do hội quản lý. Thì chúng ta thấy với nội dung kiểm tra này thì chúng ta thấy có những công việc như sau, có 4 nội dung việc cũng giống như nội dung 1 ấy. Thì chúng ta thấy với nội dung thứ hai về kiểm tra giám sát về quản lý và sử dụng tài chính của hội, thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội do quản lý, thì có 4 nội dung, 4 công việc. Một là ban hành, chính là cái việc kiểm tra sát về ban hành, thực hiện quy định, quy chế quản lý và sử dụng hội phí, quỹ hội và các nguồn thu hợp pháp khác. Hai, đó chính là việc thu nộp, quản lý, sử dụng hội phí, quỹ hội. Ba, đó là việc xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân,
Thứ tư đó là việc quản lý sử dụng các nguồn thu khác cho hoạt động hội và thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội do hội quản lý. Thì chúng ta thấy với cái nội dung kiểm tra giám sát thứ hai, đó là việc kiểm tra giám sát việc quản lý và sử dụng tài chính của hội thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội do hội quản lý, thì nó thông qua bốn cái việc là ban hành thực hiện quy định quy chế quản lý sử dụng hội phí quỹ hội và nguồn thu hợp pháp khác. Thứ hai là việc thu nộp quản lý sử dụng hội phí quỹ hội. Thứ ba là việc xây dựng quản lý sử dụng hỗ trợ quỹ hỗ trợ nông dân các dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân. Thứ tư là việc quản lý sử dụng các nguồn thu khác cho các hoạt động của hội, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rất là rõ nội dung kiểm tra giám sát thứ hai, nó có bốn công việc như vậy. Nội dung kiểm tra giám sát thứ ba, đúng không ạ? Đó là về kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát của các cấp hội. Chúng ta thấy hai nội dung công việc các em nhé. Cái nội dung kiểm tra giám sát thứ ba là kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát hội, hai công việc. Công việc thứ nhất là việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát của tổ chức hội cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn. Chúng ta thấy là kiểm tra thông qua việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát của tổ chức hội cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn. Công việc thứ hai đó là chính là việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức hội của ban ủy ban kiểm tra, xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan giúp việc ủy ban kiểm tra ở cấp trung ương và cấp tỉnh, về xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra hội nông dân các cấp. Thì chúng ta thấy là với cái nội dung kiểm tra giám sát thứ ba, đúng không, kiểm tra giám sát được thực hiện công tác kiểm tra giám sát của các cấp hội, thì chúng ta thấy hai nội dung việc: một là lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát của tổ chức hội cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn; thứ hai là lãnh đạo chỉ đạo tổ chức hoạt động của ủy ban kiểm tra, xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan giúp việc của ủy ban kiểm tra ở cấp trung ương và cấp tỉnh, về xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra hội đồng nhân dân cấp. Hai nội dung công việc trong nội dung kiểm tra giám sát thứ ba, kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra giám sát của các cấp hội. Nội dung kiểm tra giám sát thứ tư đó là kiểm tra giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo, việc kỷ luật thuộc thẩm quyền của tổ chức hội. Chúng ta thấy nội dung kiểm tra giám sát thứ tư là việc kiểm tra giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo, việc xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của tổ chức hội. Thì chúng ta thấy có hai công việc như sau. Công việc thứ nhất đó là việc giải quyết khiếu nại tố cáo và kiểm tra giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của cán bộ hội, hội viên theo thẩm quyền, việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức hội, rồi cán bộ hội viên và việc giải quyết khiếu nại kỷ luật của hội. Thì chúng ta thấy rất rõ cái nội dung cái công việc đầu tiên của cái nội dung kiểm tra giám sát thứ tư về kiểm tra giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo, việc xử lý kỷ luật của thẩm quyền tổ chức của tổ chức hội, đó là giải quyết khiếu nại tố cáo, kiểm tra giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của cán bộ hội viên theo thẩm quyền, việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức hội, cán bộ hội viên và việc giải quyết kỷ luật của hội. Công việc thứ hai nằm trong cái nội dung kiểm tra giám sát thứ tư, đó là việc chấp hành các quyết định, kết luận, thông báo của tổ chức hội cấp trên có liên quan đến việc thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật hội. Ta thấy rất là rõ với công việc thứ hai trong cái nhiệm vụ kiểm tra giám sát thứ tư, chúng ta thấy là việc chấp hành các quyết định, kết luận, thông báo của tổ chức hội cấp trên có liên quan đến việc thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật của hội. Nội dung kiểm tra thứ năm, nội dung kiểm tra thấy là thể hiện là kiểm tra tổ chức hội, cán bộ hội viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra nội dung theo đơn thư phản ánh các bạn tố cáo. Chúng ta thấy nội dung thứ năm ở đây là gắn với kiểm tra tổ chức hội, cán bộ hội, hội viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra nội dung theo đơn thư phản ánh các bạn tố cáo. Thì chúng ta thấy có rất rõ là có năm nội dung kiểm tra giám sát được quy định tại điều 6 trong quy định số 797 các em nhé. Như vậy xong cái ý thứ nhất trong câu hỏi số 2, đúng không ạ, là liên quan về các nội dung kiểm tra giám sát có 5 nội dung. Như vậy thì đã trình bày rất là chi tiết. Cái nội dung thứ nhất chúng ta thấy là có 4 nội dung công việc, đúng không, là kiểm tra về việc chấp hành điều lệ hội. Nội dung kiểm tra giám sát thứ hai là về quản lý tài chính hội thì cũng có 4 nội dung. Nội dung thứ ba là liên quan về công tác kiểm tra giám sát của các cấp hội thì chúng ta thấy có 2 nội dung, cũng như là nội dung thứ tư, đúng không, chúng ta thấy là liên quan về giải quyết các tố cáo thì cũng 2 nội dung. Còn nội dung thứ năm là gắn với cái việc kiểm tra tổ chức hội, cán bộ hội viên có dấu hiệu vi phạm, làm nhau. Ta đi tiếp mục 2.2, chính là về hình thức kiểm tra giám sát trên cơ sở các nội dung kiểm tra giám sát thì, đúng không ạ, để thực hiện hiệu quả công tác giám sát. Thì tôi thấy là trong quy định số 797 đã quy định về các hình thức kiểm tra giám sát phục vụ cho cái hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện kiểm tra giám sát theo quy định của pháp luật. Thứ nhất đó là hình thức kiểm tra, chúng ta có việc kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất. Đột xuất thì có khi có đơn thư khiếu nại tố cáo, khi có dấu hiệu vi phạm
hoặc là theo dấu yêu cầu nhiệm vụ. Các em nhé, chúng ta nhớ về hình thức kiểm tra ở đây là kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất. Kiểm tra đột xuất ở đây chính là khi chúng ta có đơn thư các bạn tố cáo có dấu hiệu vi phạm hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ. Đấy là về hình thức kiểm tra. Còn về hình thức giám sát, đúng không ạ? Thì nó có các giám sát thường xuyên này, giám sát định kỳ và giám sát chuyên đề. Các em nhé, để giám sát thì chúng ta có ba hình thức, đó là giám sát thường xuyên, giám sát định kỳ và giám sát chuyên đề. Còn với hình thức kiểm tra thì chúng ta thấy nó có bốn hình thức là kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất. Và kiểm tra đột xuất thì khi mà chúng ta có đơn thư các bạn tố cáo có dấu hiệu vi phạm hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ. Đấy là thầy đã trả lời xong hai nội dung trong câu hỏi số 2 về nội dung kiểm tra giám sát và hình thức kiểm tra giám sát. Thì năng lấy kết bài như sau. Trên đây là những nội dung quy định về các đây là phần cần quy định về nội dung kiểm tra giám sát và các hình thức kiểm tra giám sát được quy định trong trong quy định số 797, đúng không ạ, của Ban chấp hành Hội Nông dân Việt Nam, đúng không ạ, về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của Hội Nông dân. Đây là căn cứ pháp lý rất quan trọng để giúp cho các cơ quan có thẩm quyền, đúng không ạ, căn cứ vào đó để tiến hành kiểm tra các nội dung phù hợp các quy định điều lệ của hội, đúng không, kiểm tra các nội dung về tài chính, đúng không, về công tác lãnh đạo chỉ đạo, về các đoạn giải quyết tố cáo và các nội dung khác, đúng không ạ, trên cơ sở căn cứ vào các hình thức kiểm tra phù hợp, hình thức kiểm tra giám sát phù hợp, đảm bảo sự nghiêm minh, đúng không, của pháp luật, liên quan kịp thời xử lý những trường hợp mà vi phạm, đúng không ạ, về đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của điều lệ hội, em nhá. Vậy là xong trong câu hỏi số 2. Như vậy ta đi vào câu hỏi số 3 có nội dung như sau, đó là anh chị hãy cho biết về trách nhiệm của Ban chấp hành Ban thường vụ Hội Nông dân các cấp và trách nhiệm của Ban kiểm tra Hội Nông dân các cấp theo quy định số 797 về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam, liên hệ thực tế về nội dung này. Thì câu này chúng ta thấy là nó có cả phần lý thuyết và phần liên hệ. Thì chúng ta phải tách ra cái ý thứ nhất, chúng ta xây dựng cái ý thầy nói rồi, chúng ta phải tách ra về phần đầu tiên là nội dung đầu tiên là cái trách nhiệm của Ban chấp hành Ban thường vụ Hội Nông dân các cấp. Thứ hai đó là trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân các cấp, đúng không ạ, và chúng ta thấy là phần nữa là ý thứ ba là phần liên hệ thực tế về hai nội dung này, các em nhá. Thì chúng ta cần dẫn dắt như sau. Công tác kiểm tra giám sát là hoạt động thường xuyên của các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có Hội Nông dân Việt Nam, đúng không, việc kiểm tra này trên cơ sở quy định, trên cơ sở những chức năng nhiệm vụ thuộc về các cơ quan có thẩm quyền, trong đó có trách nhiệm kiểm tra của Ban chấp hành Ban thường vụ Hội Nông dân các cấp cũng như trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân các cấp. Những nội dung này, chúng ta thấy nội dung này về trách nhiệm trên, đúng không, được quy định chi tiết, đúng không, đã được quy định chi tiết trong quy định số 797 của Ban chấp hành Hội Nông dân Việt Nam về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam, cụ thể như sau. Đó thì chúng ta thấy rất là rõ rồi, chúng ta thấy là cái mục 3.1 chính là gắn với trách nhiệm của Ban chấp hành Ban thường vụ Hội Nông dân các cấp, đúng không ạ. Thì chúng ta thấy là trách nhiệm đầu tiên của Ban chấp hành Ban thường vụ Hội Nông dân các cấp đó là về công tác kiểm tra giám sát ấy, đó là về lãnh đạo công tác kiểm tra giám sát thông qua việc là quán triệt triển khai điều lệ, nghị quyết, quy định của hội cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra giám sát. Việc thứ hai đó là ban hành các cái văn bản theo thẩm quyền để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức hội thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát hội. Việc thứ ba đó là chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc cung cấp và Ban thường vụ hội cấp dưới xây dựng chương trình kế hoạch, phân công ủy viên các cơ quan tham mưu giúp việc của Ban thường vụ cung cấp để thực hiện công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc Ban chấp hành thường vụ cấp dưới thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát. Nội dung công việc thứ tư thể hiện cái vai trách nhiệm lãnh đạo ở công tác kiểm tra giám sát của Ban chấp hành Ban thường vụ Hội Nông dân các cấp ấy, đó là lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát của hội, giải quyết kiến nghị của các tổ chức hội cấp dưới và định kỳ sơ kết tổng kết về công tác kiểm tra giám sát của hội. Công việc thứ năm đó là lãnh đạo chỉ đạo về tổ chức hoạt động của Ủy ban kiểm tra, cơ quan giúp việc của Ủy ban kiểm tra, cơ quan giúp việc ở cấp trung ương và cấp tỉnh, em nhé. Rồi về xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra. Nội dung thứ sáu đó là lãnh đạo chỉ đạo việc tuyên truyền phổ biến công tác kiểm tra giám sát của hội. Thì chúng ta thấy có 6 nội dung công việc gắn với trách nhiệm của Ban chấp hành Trung ương hội đấy, Ban chấp hành Ban thường vụ Hội Nông dân các cấp, thông qua cái trách nhiệm đầu tiên là về lãnh đạo công tác kiểm tra giám sát, thì có 6 nội dung công việc như vậy, từ quán triệt triển khai điều lệ nghị quyết, rồi ban hành văn bản theo thẩm quyền và chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc cung cấp Ban thường vụ của các cấp dưới xây dựng chương trình kế hoạch, rồi phân công ủy viên các cơ quan tham mưu giúp việc của Ban thường vụ cung cấp để thực hiện công tác kiểm tra giám sát, rồi lãnh đạo chỉ đạo thực hiện
nhiệm vụ kiểm tra giám sát của hội, giải quyết các kiến nghị của tổ chức hội cấp dưới, của lãnh đạo chỉ đạo về tổ chức hoạt động của ban kiểm tra, cơ quan giúp việc, rồi lãnh đạo chỉ đạo được tuyên truyền phổ biến công tác kiểm tra giám sát hội. Đấy là 6 nội dung công việc gắn đến trách nhiệm đầu tiên của ban chấp hành ban thường vụ hội các cấp về lãnh đạo công tác kiểm tra giám sát. Trách nhiệm thứ hai của ban chấp hành ban thường vụ hội các cấp đó là tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đúng không? Thì thông qua các công việc sau đây, thứ nhất ta thấy là ban hành ban chấp hành ở đây chúng ta thấy thể hiện về cái trách nhiệm thứ hai, đúng không? Đó là tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thì thông qua công việc là ban chấp hành ban thường vụ từ cấp cơ sở trở lên xây dựng chương trình kế hoạch công kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra ở cấp mình và cấp dưới trong việc thực hiện các nội dung công việc, đó là việc chấp hành các nghị quyết này, quy định của Đảng này, chính sách pháp luật của nhà nước này, trong việc thực thi nhiệm vụ của hội và việc chấp hành điều lệ, nghị quyết, quy định của hội, và việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện quy chế dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ ở trong hệ thống hội, rồi việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của hội, rồi việc lãnh đạo chỉ đạo và giải quyết các báo cáo và thực hiện các cái nội dung khác khi cần thiết, thì chúng ta thấy rất là rõ trong cái trách nhiệm thứ hai, đúng không, của ban chấp hành ban thường vụ hội các cấp thể hiện cái việc mà trách nhiệm về tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Thông qua việc này chúng ta thấy cụ thể đây là ban chấp hành ban thường vụ từ cấp cơ sở trở lên sẽ xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra cấp mình và cấp dưới trong thực hiện các nội dung về việc chấp hành nghị quyết quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nước trong thực thi nhiệm vụ của hội, rồi chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, rồi lãnh đạo về việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của hội, rồi lãnh đạo chỉ đạo về giải quyết các loại tố cáo, rồi cũng như thực hiện các nội dung kiểm tra khác em nhắc khi cần thiết. Tiếp theo là chúng ta thấy công việc thứ hai nó thể hiện trong trách nhiệm của ban chấp hành ban thường vụ các cấp về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đó là khi thực hiện kiểm tra được yêu cầu của tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp thông tin. Chúng ta thấy rất là rõ đây, khi mà thực hiện kiểm tra được yêu cầu các tổ chức cá nhân có liên quan sẽ cung cấp cái thông tin tài liệu văn bản hoặc là báo cáo theo yêu cầu kiểm tra, chịu trách nhiệm về việc kiểm tra giữ bí mật về thông tin tài liệu cung cấp cho việc kiểm tra em nhá. Thì chúng ta thấy rất là rõ khi mà thực hiện kiểm tra được yêu cầu các chúng ta thấy là các tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp các thông tin tài liệu văn bản báo cáo theo yêu cầu kiểm tra. Thứ ba đó chính là việc nếu mà qua kiểm tra phát hiện, đúng không, tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm thì chỉ đạo ủy ban kiểm tra cung cấp tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền. Đấy, nếu mà qua kiểm tra, đúng không, phát hiện tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm thì chỉ đạo ủy ban kiểm tra cung cấp tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền. Đấy là ba nội dung công việc gắn với trách nhiệm thứ hai về tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của ban chấp hành ban thường vụ hội đồng các cấp em nhé. Trách nhiệm thứ ba của ban chấp hành hội đồng nhân dân các cấp, thường ban thường vụ hội đồng các cấp, tôi thấy đó chính là việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát, đúng không? Thì thông qua công việc như sau. Thứ nhất đó là ban chấp hành ban thường vụ từ cấp cơ sở trở lên xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện giám sát, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành, phân công ủy viên ủy ban kiểm tra và các cơ quan tham mưu giúp việc của hội thực hiện. Thứ hai là ban thường vụ hội cấp trên phân công ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành dự các hội nghị của tổ chức hội cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ giám sát. Thứ ba là khi thực hiện giám sát được yêu cầu các tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp thông tin tài liệu văn bản hoặc báo cáo theo yêu cầu giám sát, chịu trách nhiệm về việc giám sát giữ bí mật về thông tin tài liệu cung cấp cho việc giám sát. Thứ tư đó là ban thường vụ cử ủy viên trực tiếp chỉ đạo giám sát tổ chức hội cấp dưới sửa chữa khuyết điểm, khắc phục yếu kém vi phạm, đúng không? Chúng ta thấy rất là rõ. Và trong trường này chúng ta thấy trường hợp mà nếu phát hiện, đúng không, đối tượng giám sát mà không thực hiện thực hiện không đúng thì yêu cầu khắc phục sửa chữa hoặc xử lý theo thẩm quyền. Còn nếu phát hiện các tổ chức hội và cán bộ hội viên mà có dấu hiệu vi phạm thì giao cho ủy ban kiểm tra tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu phạm. Chúng ta thấy có 4 nội dung công việc gắn với trách nhiệm thứ ba của ban chấp hành ban thường vụ của người các cấp về cái việc mà tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giám sát. Thứ nhất đó chính là ban chấp hành ban thường vụ từ cấp cơ sở trở lên xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện giám sát và xác định rõ nội dung đối tượng phương pháp thế này, đúng không, rồi phân công ủy viên ban kiểm tra cơ quan tham mưu giúp việc thực hiện, rồi ban thường vụ hội cấp trên phân công ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành dự các hội nghị tổ chức hội cấp dưới đấy, đúng không, rồi khi thực hiện giám sát thì yêu cầu các tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ tài liệu thông tin, đúng không, rồi ban thường vụ sẽ cử ủy viên trực tiếp chỉ đạo giám sát tổ chức hội cấp dưới sửa chữa khuyết điểm, khắc phục vi phạm. Thì trong trường hợp đặt ra nếu phát hiện cái đối tượng giám sát mà không thực hiện hoặc không thực hiện đúng theo yêu cầu thì chúng ta thấy rồi sẽ yêu cầu khắc phục sửa chữa và xử lý thẩm quyền. Còn nếu phát hiện tổ chức hội và cán bộ hội rồi hội viên
có dấu hiệu vi phạm thì giao cho ủy ban kiểm tra tiến hành kiểm tra có dấu hiệu vi phạm. Thì ta thấy rất là rõ về ba cái trách nhiệm chính của ban chấp hành ban thường vụ hội đồng dân các cấp em nhé, trong cái ý một này của câu hỏi số 3 em nhé, thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây đúng không ạ. Chúng ta đi tiếp với cái ý thứ hai trong câu hỏi là gắn với trách nhiệm đúng không ạ của ủy ban kiểm tra hội đồng dân các cấp, thì chúng ta thấy là được thể hiện trong quy ở trong nội dung của điều 9 ấy, đúng không, trong quy định số 797 thì ta thấy rồi, ủy ban kiểm tra các cấp hội đồng dân thì có những trách nhiệm trong các kiểm tra giám sát như sau. Thứ nhất đó là tham mưu và giúp ban chấp hành ban thường vụ cung cấp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát công tác hội và phong trào nông dân theo giai đoạn và hàng năm. Ủy ban kiểm tra hội các cấp căn cứ nghị quyết đại hội cấp trên cấp mình và nhiệm vụ cụ thể của địa phương, các yêu cầu nhiệm vụ của hội cấp trên và cấp ủy chính quyền cung cấp phân công để xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát với chấp hành của tổ chức hội cung cấp và cấp dưới theo giai đoạn và hàng năm. Nhưng là thấy trách nhiệm đầu tiên của ủy ban kiểm tra hội nông dân các cấp đó là tham mưu và giúp cho ban chấp hành ban thường vụ cung cấp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát. Rồi ủy ban kiểm tra hội các cấp thì thấy căn cứ vào nghị quyết đại hội cấp trên cấp mình và nhiệm vụ cụ thể địa phương, yêu cầu nhiệm vụ của cấp trên cấp ủy chính quyền cung cấp phân công để xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, đúng không? Trách nhiệm hai của ban kiểm tra hội đồng nhân dân cấp đó là kiểm tra các tổ chức cá nhân kể cả ủy viên ban chấp hành, đúng không? Ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra cung cấp khi có dấu hiệu vi phạm, khi có đơn thư phản ánh kế hoạch tố cáo, và khi có phản ánh tổ chức hội hoặc cán bộ hội viên cung cấp và cấp dưới có dấu hiệu vi phạm điều lệ hội, nghị quyết quy định của hội, và hoặc là chúng ta thấy khi có đơn thư khiếu nại tố cáo, ủy ban kiểm tra chủ động tìm hiểu, phát hiện và báo cáo ban thường vụ, ban chấp hành cung cấp để tổ chức kiểm tra kết luận vi phạm và kiến nghị xử lý kịp thời. Chúng ta thấy trách nhiệm thứ hai của ủy ban kiểm tra hội đồng nhân cấp hiện rất là rõ là khi ta thấy với trách nhiệm là kiểm tra các tổ chức cá nhân, đúng không? Ở đây kể cả ủy viên ban chấp hành hay ủy viên ban thường vụ, ủy ban kiểm tra cung cấp khi có dấu hiệu vi phạm, khi có đơn thư phản ánh và tố cáo, và khi có phản ánh của tổ chức hội hoặc là cán bộ hội viên cung cấp và cấp dưới có dấu hiệu vi phạm về điều lệ hội, nghị quyết quy định của hội, hoặc khi có đơn thư các bạn tố cáo, ủy ban kiểm tra chủ động tìm hiểu phát hiện báo cáo ban thường vụ, ban chấp hành cung cấp để tổ chức kiểm tra kết luận vi phạm và kiến nghị xử lý. Trách nhiệm thứ ba của ủy ban kiểm tra của hội nông dân các cấp ấy, thì chúng ta thấy là thể hiện là về trách nhiệm kiểm tra giám sát, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong hệ thống của hội. Thì thấy là cái trách nhiệm thứ ba của ủy ban kiểm tra hội nông dân các cấp đó là kiểm tra giám sát và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong hệ thống hội. Thì kiểm tra giám sát và thực hiện nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đối với tổ chức hội, cán bộ hội viên và việc giải quyết khiếu nại kỷ luật của hội, rồi ra soát các cái vụ việc kiểm tra phát hiện kiến nghị xử lý các cái vụ vi phạm đến mức phải xử lý nhưng không được cấp dưới xử lý hoặc xử lý không đúng mức, rồi kiểm tra và chấp hành các cái quyết định kết luận thông báo kết luận kiểm tra của tổ chức hội cấp trên có liên quan đến việc thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật hội. Chúng ta thấy rất rõ trong cái trách nhiệm thứ ba của ủy ban kiểm tra các của hội các cấp đó là kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong hệ thống hội, thì đó là việc kiểm tra giám sát thực hiện nguyên tắc này, quy trình, thủ tục, thẩm quyền kiểm tra, đúng không? Thi hành kỷ luật đối với tổ chức hội, rồi hội viên, cán bộ hội, đúng không? Rồi ra soát các vụ việc để kiểm tra để phát hiện kiến nghị xử lý các vụ vi phạm đến mức phải xử lý nhưng không được cấp dưới xử lý hoặc là xử lý không đúng, rồi kiểm tra và chấp hành các quyết định kết luận thông báo kết luận kiểm tra của tổ chức hội cấp trên có liên quan đến việc thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật của hội. Trách nhiệm thứ tư của ủy ban kiểm tra hội đồng nhân cấp đó là kiểm tra công tác về tài chính của các đơn vị trực thuộc ban chấp hành cung cấp và cấp dưới theo quy định của pháp luật và quy định hội. Thì chúng ta thấy cái trách nhiệm thứ tư thể hiện ở ủy ban kiểm tra đây có trách nhiệm kiểm tra việc thu nộp quản lý sử dụng tài chính tài sản, việc thu nộp sử dụng hội phí ở cấp cơ sở và các hoạt động về tài chính kinh tế của các ban đơn vị cung cấp và cấp dưới theo quy định của pháp luật và tổ chức hội. Chúng ta thấy cái nội dung trách nhiệm thứ tư của ủy ban kiểm tra hội đồng nhân dân cấp đó là kiểm tra công tác tài chính và đơn vị trực thuộc ban chấp hành cung cấp và cấp dưới theo quy định của pháp luật và quyền hội. Thông qua việc đây là ủy ban kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra việc thu nộp này, quản lý sử dụng tài chính tài sản, thu nộp sử dụng hội phí ở cấp cơ sở, các hoạt động về tài chính kinh tế của các ban đơn vị cung cấp và cấp dưới theo quy định pháp luật và tổ chức hội.
đã đi tiếp với trách nhiệm thứ 5 của ban kiểm tra, đúng không ạ? Các cấp đó là việc giám sát ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, rồi ủy viên kiểm tra và tổ chức cấp dưới về việc thực hiện điều lệ, nghị quyết, quy định của hội và việc tuân thủ các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện công tác của hội. Thì chúng ta thấy rất là rõ trong cái nội dung trách nhiệm thứ 5, giám sát ủy viên của ủy ban kiểm tra các hội đồng nhân dân cấp ấy, giám sát ủy viên kiểm tra cấp hành, ban chấp hành, ban thường vụ, rồi ban kiểm tra các cùng cấp, đúng không, và tổ chức hội cấp dưới để việc thực hiện điều lệ, nghị quyết, quy định của hội và tuân thủ các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện công tác của hội. Ta thấy tách cái đây rất là rõ đối với tổ chức hội. Thì chúng ta sẽ giám sát ở đây những việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện điều lệ hội, nghị quyết, quy định của hội cấp trên và cùng cấp chấp hành các cái chính sách trong việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước. Rồi với tổ chức hội nó gắn với cái giám sát ở đây là việc ban hành các văn bản triển khai các nhiệm vụ do hội cấp trên chỉ đạo và nhiệm vụ của hội cùng cấp, các văn bản chỉ đạo hội cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Thì chúng ta thấy gắn với cái nội dung về tổ chức hội trong việc chấp hành đấy, đúng không? Thì đó là chính việc là về việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện điều lệ hội, nghị quyết, quy định của hội cấp trên và cùng cấp, chính sách pháp luật của nước, rồi việc ban hành các văn bản triển khai các nhiệm vụ do hội cấp trên chỉ đạo và nhiệm vụ của cùng cấp, văn bản chỉ đạo ở hội cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Thế còn đối với ủy viên ban chấp hành ở trên chúng ta hay về tối chủ chức hội, còn đây trong việc giám sát chúng ta thấy rất là rõ với ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra cung cấp, chúng ta thấy qua những nội dung đó là việc chấp hành điều lệ hội, rồi nghị quyết đại hội và quy định của hội, quy định của cấp ủy chính quyền cung cấp và quy định của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, rồi việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của quy chế làm việc, chế độ công tác và việc chấp hành quy định của đảng, nhà nước về phẩm chất đạo đức lối sống. Thì chúng ta thấy gắn với việc giám sát đối với ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra cung cấp, thì thông qua việc chấp hành nội dung việc chấp hành điều lệ hội này, nghị quyết đại hội và quy định của hội, quy định của cấp ủy, rồi chính quyền cung cấp và quy định của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đúng không ạ? Rồi thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, rồi việc chấp hành quy định của đảng, nhà nước về phẩm chất đạo đức lối sống. Ta thấy nội dung thứ năm bao quát rất là rõ trong cái trách nhiệm của ủy ban kiểm tra hội đồng nhân cấp. Trách nhiệm thứ 6 của hội đồng nhân dân các cấp là việc kiểm tra giám sát ở đây, đó là chúng ta thấy là về thông qua việc phương thức giám sát và xử lý kết quả giám sát, thì ủy ban kiểm tra sẽ phân công ủy viên ủy ban kiểm tra dự các hội nghị của ban chấp hành rồi tổ chức hội cấp dưới, đúng không ạ? Rồi qua giám sát kịp thời báo cáo ủy ban kiểm tra xem xét kiến nghị ban chấp hành, ban thường vụ cung cấp và cá nhân được giám sát phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa thiếu sót khuyết điểm. Chúng ta thấy rất rõ về cái trách nhiệm thứ 6 của ủy ban kiểm tra ở hội đồng các cấp, đó là về phương thức giám sát và xử lý kết quả. Thì chúng ta thấy ủy ban kiểm tra phân công ủy viên ủy ban kiểm tra dự các hội nghị của ban chấp hành, tổ chức của cấp dưới, rồi qua giám sát kịp thời báo cáo để ủy ban kiểm tra xem xét kiến nghị ban chấp hành, ban thường vụ cung cấp và cá nhân được giám sát phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa thiếu sót khuyết điểm. Và nếu phát hiện ban chấp hành, ban thường vụ và ban hành các nghị quyết, văn bản không đúng quy định thì ủy ban kiểm tra yêu cầu xem xét lại. Nếu không khắc phục được thì do thấy không khắc phục đấy, thì sẽ báo cáo với ban thường vụ của cấp trên xem xét xử lý trách nhiệm. Đấy, nên trong tập đây nếu phát hiện ban chấp hành, ban thường vụ ban hành nghị quyết, văn bản không đúng với quy định thì ủy ban kiểm tra yêu cầu xem xét lại. Nếu không khắc phục thì báo cáo ban thường vụ của cấp trên xem xét xử lý trách nhiệm. Còn trường hợp chúng ta nếu phát hiện tổ chức hội cấp dưới và cán bộ hội, hội viên, kể cả ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra cung cấp và cấp dưới có dấu hiệu vi phạm thì báo cáo với ủy ban kiểm tra hoặc là thường trực ủy ban kiểm tra quyết định kiểm tra khi có dấu vi phạm. Như thế, trong trường hợp đây nếu chúng ta phát hiện tổ chức hội cấp dưới hoặc cán bộ hội viên, kể cả ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra cung cấp và cấp dưới có dấu hiệu vi phạm thì báo cáo ủy ban kiểm tra hoặc thường trực ủy ban kiểm tra quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Thì chúng ta thấy thể hiện rất là rõ 6 trách nhiệm của ủy ban kiểm tra hội đồng dân các cấp các em nhé. Thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây, thì chúng ta thấy trong phần này thì thầy trao đổi các em rồi, đã có phần liên hệ thực tế. Liên hệ thực tế đây chính là gắn với trách nhiệm, đúng không ạ? Trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ hội đồng các cấp, đúng không? Và trách nhiệm của ủy ban kiểm tra của hội đồng dân các cấp trong việc kiểm tra giám sát, đúng không? Thì chúng ta cần có sự liên hệ như sau, nó phù hợp nhất. Chúng ta thấy rồi trong cái việc thực hiện này, đúng không ạ? Thì
thì chúng ta đánh giá với địa phương chúng ta cái liên hệ mà chúng ta thấy trong thời gian vừa qua, chúng ta thấy rằng trên sở quy định của số 797 ấy, thì chúng ta thấy là với các cấp hội ở địa phương chúng ta, có thể cấp hội huyện là hội nông dân huyện đã triển khai tới các tổ hội chi hội đấy ở địa phương, triển khai các nội dung về công tác kiểm tra giám sát rất là cụ thể, đúng không? Thông qua cái việc mà đồng chí đã ban hành các cái kế hoạch kiểm tra triển khai rồi các hướng dẫn cho các tổ hội chi hội trong thứ hai kiểm tra, cũng như là đã tổ chức các chương trình tập huấn để có các cái cán bộ hội viên tham dự các chuyên đề liên quan về công tác kiểm tra giám sát hoạt động, đúng không? Rồi các hoạt động của các quỹ hội nông dân, kiểm tra giám sát công tác hội và phong trào nông dân, rồi của ban kiểm tra nông dân, đúng không ạ, nông dân, rồi phòng chống tham nhũng, thông tin thời sự trong nước quốc tế và được tuyên truyền triển khai trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là chúng ta thấy là với công tác bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu nông dân trong nhiệm kỳ 2021-2026 thấy rất là sát em nhá, thì cũng thấy là tiến hành đã thể hiện trách nhiệm ở đây, đúng không, trong cái việc đầu tiên là thực hiện theo đúng các nội dung quy định trong số quy định số 797 đấy, đúng không? Tăng cường các kiểm tra giám sát, ban hành các cái chỉ thị, các hướng dẫn cho các tổ, cho chi hội, các tổ hội ở dưới thực hiện theo đúng quy định số 797, rồi để triển khai hiệu quả các cái công tác này thì có thể là hội nông dân huyện cũng đã tổ chức các cái chương trình tập huấn bồi dưỡng theo chuyên đề đấy, liên quan, đúng không, để được tập huấn nâng cao, đúng không, tổ chức trong thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động của các quỹ hoạt động quỹ nông dân, kiểm tra cái công tác của hội và phong trào, đúng không, phong trào nông dân của ban kiểm tra nông dân, công tác phòng chống tham nhũng, rồi về thông tin thời sự trong nước quốc tế được tuyên truyền, còn triển khai các bầu cử, đúng không, ở hội nông dân trong nhiệm kỳ 2021-2026. Rồi chúng ta thấy là trong phát tập huấn cũng đã nhằm tăng cường lãnh đạo chỉ đạo ban chấp hành của ban thường vụ nông dân các cấp ở địa phương, cũng giúp cho cán bộ hội viên nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra giám sát đấy, những tổ nào ngày trước. Rồi ban kiểm tra nông dân các cấp ấy cũng đã phát huy cái vai trò tham mưu cho ban chấp hành cùng cấp kiểm tra được thi hành điều lệ, nghị quyết, chủ trương, các quy định của hội, cũng như công tác giám sát phản biện xã hội, là thấy rất là rõ ở đây, nhấn mạnh cái vai trò của ủy ban kiểm tra hội nông dân các cấp địa phương ấy đã phát huy vai trò tham mưu ban chấp hành cùng cấp đúng không ạ, kiểm tra được thi hành điều lệ này, nghị quyết, chủ trương, quy định của hội, cũng như công tác giám sát phản biện xã hội, góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đúng không? Theo quy định của đảng, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt, đúng không? Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, đồng thời chúng ta phải bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ và viên nông dân, thì nó thấy rất là rõ ở đây liên quan đến cái vai trò của ủy ban kiểm tra hội nông dân các cấp, mà cụ thể với các tổ hội này, vai trò của hội nông dân cấp huyện này là thấy, đúng không? Phát huy vai trò tham mưu ban chấp hành cung cấp kiểm tra thực hành điều lệ, nghị quyết, chủ trương, quy định của hội, cũng như công tác giám sát phản biện xã hội, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của đảng, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, đồng thời bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, đúng không, thấy của cán bộ hội viên công dân rất là rõ ở đây, thấy rất là rõ, đúng không, các nội dung. Đồng thời thì chúng ta thấy cái trách nhiệm của ban chấp hành của ban thường vụ, ta thấy là đây cũng rất là sát sao trong việc chỉ đạo, lãnh đạo chỉ đạo, đúng không, rất là rõ những cái công tác, đúng không, trong việc mà cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn cho các hội cấp dưới đấy, đúng không, rồi triển khai cũng đã tiến hành triển khai thực hiện các văn bản chương trình công tác trọng tâm của hội cấp trên, đúng không, rồi những cái vấn đề về đề xuất tham mưu với cấp ủy, đúng không, phối hợp với chính quyền, đúng không, với các ngành, rồi thực hiện các chỉ tiêu thi đua về xây dựng hội và phong trào nông dân, rồi liên quan về công tác sổ sách của hội, rồi tài chính của hội và một số nội dung liên quan đến phong trào thi đua ở trong năm 2022, đúng không, rồi cũng được tuyên truyền triển khai các cái điều lệ của hội nông dân trong khóa 7 đấy, chúng ta thấy rất là rõ, đúng không, nghị quyết của hội đại biểu toàn quốc của hội nông dân trong lần thứ 7 đấy, nhiệm kỳ 2018-2023 đấy, rồi thực hiện các cái chỉ tiêu các hội, đúng không, ban chấp hành ban thường vụ rất là rõ thì kiểm tra thực hiện các nghị quyết, các nội dung của các tổ chức cơ sở hội đảm bảo theo chấp hành điều lệ và các nghị quyết của nông dân, đúng không, và chúng ta thấy là rất rõ đây về công tác kiểm tra nữa của ban chấp hành ban thường vụ, chúng ta thấy là kiểm tra và thực hiện các nội dung trong đề án nâng cao cái vai trò trách nhiệm của hội nông dân trong phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, chúng ta thấy rất là rõ về, rồi cũng đã triển khai các nội dung thực hiện để chương trình phối hợp các ngành đoàn thể, đúng không, kiểm tra các nội dung
rất là kịp thời. Và qua kiểm tra thì chúng ta thấy là ở đây trong năm vừa qua 2021 và đầu 2022 thì là lấy hội nông dân cụ thể ở huyện chúng ta đúng không, đã thực hiện rất tốt, đã bám sát các nghị quyết của Đảng và hội cấp trên. Đồng thời thì cũng thấy là trong các lãnh đạo chỉ đạo các chi hội cơ sở thì rất là bám sát tình hình thực tiễn và cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp để tổ chức thực hiện, rồi đã tổ chức tuyên truyền triển khai các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước và của hội cấp trên đến hội viên nông dân. Hoạt động của hội đã có những chuyển biến rất là tiến bộ, các phong trào do hiệp hội tổ chức đúng không? Phát động ngày càng đem lại hiệu quả rất là thiết thực đúng không? Kết quả thực hiện chỉ tiêu đạt được so với kế hoạch thì chúng ta thấy là rất rõ đúng không? Và qua các kiểm tra thì chúng ta thấy những thành tựu trên, thì chúng ta thấy là qua các kiểm tra của ban chấp hành, ban thường vụ hay ủy ban kiểm tra của hội nông dân ấy, chúng ta thấy là thấy vẫn còn những hạn chế, đó là công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân ở một số nơi là chưa được chú trọng trong đến việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để thu hút sự quan tâm của hội viên, rồi việc tổ chức sinh hoạt đúng không ạ, ở chi hội tổ hội ở một số vài cơ sở chưa thực hiện thường xuyên, nội dung và hình thức sinh hoạt chưa phong phú, một số cơ sở là chưa chú trọng đến việc xây dựng quỹ hội, bình quân quỹ trên hội viên còn đạt thấp, rồi quản lý hội viên chưa chặt chẽ, tổ kết nạp hội viên chưa thực hiện theo hướng dẫn, việc thành lập các tổ hợp tác xã hay là hợp tác xã còn chưa đạt chỉ tiêu, hệ thống sổ sách và các văn bản lưu và một số cơ sở chưa khoa. Thì qua công tác kiểm tra của ban chấp hành, ban thường vụ cũng như ban kiểm tra của hội nông dân cấp thì nó thấy là của cụ thể đây là huyện hội chúng ta đấy, đúng không, đối với các cái chi hội tổ hội cơ sở thì nó thấy là phát hiện ra trong năm 2021 vừa qua và đầu năm 2022 thấy là liên quan những hạn chế, đó là về công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho viên nông dân ở một số nơi là chưa chú trọng đến việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để thu hút sự quan tâm của hội viên, rồi về tổ chức sinh hoạt ở chi hội tổ hội đấy ở một số vài cơ sở chưa thực hiện thường xuyên, nội dung và hình thức sinh hoạt chưa phong phú, và một số cơ sở chưa chú trọng xây dựng quỹ hội, bình quân quỹ trên hội viên đạt thấp, quản lý hội viên chưa chặt chẽ, thủ tục kết nạp hội viên chưa thực hiện theo hướng dẫn, và thành lập các tổ hợp tác rồi tổ hợp tác xã chưa đạt chỉ tiêu, hệ thống sổ sách và các loại văn bản nêu còn có một số cơ sở là còn chưa khoa học đúng không, thì chúng ta thấy rồi ta thấy là thông qua hoạt động kiểm tra của ban chấp hành, ban thường vụ, ban kiểm tra cấp của huyện hội chúng ta đấy, thì nó giúp đánh giá đúng cái chất lượng hiệu quả hoạt động của các hội phong trào nông dân đúng không, của từng xã đúng không, của các chi hội tổ hội đấy đúng không, để đánh giá thực hiện cho việc bình xét thi đua các em nhé, thông qua bình xét thi đua rồi công tác lãnh đạo chỉ đạo các cấp hội, cấp ủy và cấp trên đối với hoạt động của xã hội. Và đồng thời qua đó chúng ta thấy kịp thời phát hiện ra những ưu điểm của các tổ chức hội, cán bộ hội nông dân để động viên khuyến khích biểu dương đúng không ạ, thấy rất là rõ những ưu điểm các tổ chức của hội viên nông dân để động viên khuyến khích khen thưởng phát huy nhân tố mới, nhân rộng các điển hình, đồng thời tìm ra những hạn chế tồn tại, nguyên nhân để rút ra kinh nghiệm trong các chỉ đạo điều hành, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội tốt hơn trong thời gian tới. Thì chúng ta thấy là rất là rõ những cái công tác về gắn với trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ và ủy ban kiểm tra của hội nông dân. Chúng ta thấy của huyện hội chúng ta đã rất tích cực trong thời gian vừa qua, đã có những cái đóng góp nhất định đúng không, thực hiện đúng theo các quy định trong định số 797 các em nhá, rất là rõ đúng không, để góp phần thực hiện cái, nó thể hiện rõ cái vai trò giám sát phản biện xã hội đúng không, của tổ chức chính trị xã hội chúng ta để nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cán bộ hội viên nông dân, rồi góp phần xây dựng đảng chính quyền vững mạnh và khối đoàn kết toàn dân tộc các em nhé. Đây là nội dung trong câu hỏi vừa qua, chúng ta thấy có cả phần lý thuyết và phần thực tiễn hệ thực tế nằm trong câu hỏi số 3 rất là đầy đủ cho các em, và đến trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ rồi ban kiểm tra và các cấp các em nhé. Ta đi vào câu hỏi số 4 với nội dung như sau: anh chị hãy cho biết về nguyên tắc xử lý ý kiến khác nhau trong thực hiện kiểm tra giám sát và quy trình kiểm tra giám sát theo quy định số 797 của Hội Văn hành Trung ương Hội Nông dân về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi như sau. Thì chúng ta cũng cần xác định trong nội dung ở đây có hai ý trong câu hỏi số 4, đó là về chúng ta thấy có phần nguyên tắc xử lý ý kiến khác nhau trong việc kiểm tra, và thứ hai là quy trình kiểm tra giám sát đúng không? Chúng ta thấy có rất là nó có hai vế, chúng ta cần xây dựng để cái phần trả lời cho nó hoàn thiện đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rồi, rõ ràng trong các kiểm tra giám sát của tổ chức của hội nông dân Việt Nam
thực hiện theo hướng dẫn của các quy định văn bản, chủ trương của Đảng, chính sách của nước và cũng như điều lệ của Hội, trên cơ sở thực hiện đáp ứng đúng mục tiêu và thực hiện theo các nguyên tắc được ban hành trong điều lệ, đúng không? Trong hoạt động kiểm tra thì cũng có những trường hợp nhất định thực hiện tuân thủ các nguyên tắc để xử lý các cái những ý kiến khác nhau, tuân thủ các cái quy trình về kiểm tra giám sát. Thì trong quy định số 797 của Ban chấp hành Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành rất là chi tiết những nội dung về các nguyên tắc trong trường hợp xử lý những ý kiến khác nhau đúng không? Trong thực hiện các kiểm tra và đưa ra quy trình về kiểm tra giám sát giúp cho các cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm quyền trong hoạt động kiểm tra giám sát ấy, thực hiện đúng theo các quy định này cụ thể như sau. Thì chúng ta thấy mục 4.1 ở đây về nguyên tắc xử lý ý kiến khác nhau trong việc thực hiện kiểm tra giám sát, đó là trường hợp giữa ủy viên giữa trường hợp giữa ủy ban kiểm tra và ban thường vụ ban chấp hành cung cấp có ý kiến khác nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thì ủy ban kiểm tra phải chấp hành kết luận quyết định của ban thường vụ ban chấp hành, đồng thời báo cáo ủy ban kiểm tra cấp trên. Với trường hợp mà ủy ban kiểm tra cấp trên có ý kiến khác với ý kiến của ban chấp hành ban thường vụ hội cấp dưới thì báo cáo ban thường vụ hội cấp trên xem xét quyết định. Còn với trường hợp mà ủy ban kiểm tra trung ương hội có ý kiến khác với ban thường vụ hội cấp tỉnh thì báo cáo ban thường vụ trung ương hội xem xét quyết định. Thì chúng ta thấy rất là rõ cái nguyên tắc trong việc xử lý ý kiến khác nhau trong việc thực hiện kiểm tra giám sát, đó là trường hợp đấy giữ ủy trường hợp giữ ủy ban kiểm tra và ban thường vụ ban chấp hành cung cấp có ý kiến khác nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thì ủy ban kiểm tra phải chấp hành kết luận quyết định của ban thường vụ ban chấp hành, đồng thời báo cáo ủy ban kiểm tra cấp trên. Thứ hai là với trường hợp ủy ban kiểm tra cấp trên có ý kiến khác với ý kiến của ban chấp hành ban thường vụ hội cấp dưới thì báo cáo ban thường vụ hội cấp trên xem xét quyết định. Thứ ba là với trường hợp mà ủy ban kiểm tra trung ương hội mà có ý kiến khác với ban thường vụ hội cấp tỉnh thì sẽ báo cáo với ban thường vụ trung ương hội xem xét quyết định. Thế rất là rõ ba cái nội dung rất rõ trong cái phần nguyên tắc xử lý ý kiến khác nhau trong việc thực hiện kiểm tra giám sát. Thế đi tiếp vào mục 4.2 về quy trình kiểm tra giám sát, đúng không ạ? Thì để giúp cho các cơ quan có thẩm quyền, đúng không ạ? Để thực hiện cái việc kiểm tra giám sát minh bạch, đúng không? Theo đúng các quy định và hướng dẫn thủ tục, thì quy định số 797 hướng dẫn chi tiết về quy trình kiểm tra giám sát với tổ chức hội, với cán bộ hội và hội viên cụ thể như sau. Chúng ta thấy về quy trình kiểm tra nó tuân thủ rất rõ, là quy trình kiểm tra với nội dung kiểm tra về định kỳ, thường xuyên, chuyên đề, đúng không? Nó có bước rất là cụ thể, đúng không ạ? Vì chúng ta thấy rồi quy trình kiểm tra có những dấu hiệu vi phạm, rồi kiểm tra theo nội dung đơn thư phản ánh khiếu nại tố cáo, đúng không? Nó có những bước rất là rõ để thực hiện, đúng không ạ? Chúng ta thấy là tuân thủ các cái quy trình này, nó tạo thành một quy trình kiểm tra cũng như gọi là quy trình giám sát, đấy giám sát thì giám sát thường xuyên để thực hiện các hình thức như kiểu giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp, đúng không? Chúng ta thấy liên quan giám sát trên chuyên đề rồi xử lý các cái kết quả giám sát thì nó thể hiện rất là rõ ở đây trong vai trò về một là quy trình về kiểm tra, hai là quy trình về giám sát, các em nhớ, và nó có những cái bước các em nhớ để ta định hình trong khung trong đầu để ta xây dựng. Thì đầu tiên với quy trình về kiểm tra thì quy trình kiểm tra ở đây nó thực hiện qua khung vừa đầu tiên, đó là quy trình kiểm tra về hoạt động định kỳ, thường xuyên, chuyên đề. Thì thông qua bước thứ nhất đó là chuẩn bị kiểm tra. Thì kiểm tra đây là căn cứ vào kế hoạch công tác kiểm tra hàng năm và yêu cầu nhiệm vụ của các cấp hội, ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, ban chấp hành quyết định kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra theo thẩm quyền, và đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể về mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, phương pháp, thời gian, địa điểm kiểm tra, tiến độ thực hiện, và trưởng đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên đoàn kiểm tra thảo luận về các phương pháp tiến hành kiểm tra, sự phối hợp giữa các thành viên và kiểm tra, các thành viên chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, nghiên cứu báo cáo thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra và báo cáo với trưởng đoàn kiểm tra, và đoàn kiểm tra sẽ thông báo kế hoạch kiểm tra cho tổ chức cá nhân được kiểm tra và yêu cầu tổ chức cá nhân được kiểm tra chuẩn bị về hồ sơ tài liệu theo nội dung kiểm tra, xây dựng báo cáo bằng văn bản làm rõ các nội dung kiểm tra và gửi cho thành viên đoàn kiểm tra theo mức thời gian là ít nhất là 5 ngày làm việc để nghiên cứu. Thì chúng ta thấy cái bước đầu tiên trong quy trình kiểm tra định kỳ, thường xuyên, chuyên đề về bước chuẩn bị kiểm tra, thì chúng ta thấy trên cơ sở căn cứ kế hoạch thì chúng ta thấy là ban thường vụ chủ nhiệm đoàn kiểm tra sẽ ban hành quyết định kiểm tra, rồi đoàn kiểm tra sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể, rồi trưởng đoàn kiểm tra sẽ phân công nhiệm vụ cho các thành viên, rồi đoàn kiểm tra sẽ thông báo kế hoạch kiểm tra cho tổ chức cá nhân, em nhá, rất là rõ. Bước thứ hai trong quy trình kiểm tra định kỳ, thường xuyên, chuyên đề đó là tiến bước hai phải tiến hành kiểm tra. Thì tiến hành kiểm tra có những công việc, đó là trưởng đoàn kiểm tra trách nhiệm công bố quyết định kiểm tra
đối với tổ chức cá nhân được kiểm tra. Thứ hai đó là đoàn kiểm tra làm việc với tổ chức cá nhân được kiểm tra về nội dung kiểm tra. Thứ ba là làm việc với tổ chức cá nhân có liên quan. Thứ tư là trao đổi, thảo luận, xác minh rõ các cái vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra. Thứ năm là thu thập các cái báo cáo, thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra. Thì thấy trong bước thứ hai này, được tiến hành kiểm tra đấy, đúng không? Để gắn với trách nhiệm của trưởng đoàn kiểm tra là công bố quyết định, và đoàn kiểm tra làm việc với tổ chức cá nhân, đúng không ạ? Rồi làm việc với các tổ chức cá nhân liên quan, trao đổi thảo luận, xác định vấn đề liên quan, rồi thu thập báo cáo, thông tin có liên quan, các em nhá. Đấy là nội dung bước thứ hai tiến hành kiểm tra trong quy trình kiểm tra định kỳ thường xuyên như đây. Bước thứ ba là cái việc kết thúc kiểm tra, thì có các nội dung công việc đó là thành viên đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo văn bản với trưởng đoàn kiểm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan, trung thực về nội dung báo cáo. Và các thành viên được phân công kiểm tra thống nhất về kết quả kiểm tra và kết luận về các nội dung kiểm tra, rồi gửi dự thảo kết luận kiểm tra đến tổ chức cá nhân được kiểm tra tham gia ý kiến, rồi trưởng đoàn kiểm tra báo cáo về với tổ chức hội cá nhân ban hành quyết định kiểm tra. Và chúng ta nhớ trong mốc thời gian 15 ngày kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra có trách nhiệm ban hành báo cáo kết quả kiểm tra và kết luận kiểm tra, nêu rõ những cái ưu điểm hạn chế của các cái tổ chức cá nhân được kiểm tra giám sát, rồi là khắc phục, kiến nghị đề xuất và gửi báo cáo kết luận kiểm tra đến tổ chức cá nhân có liên quan và đối tượng được kiểm tra thực hiện. Và nếu chúng ta thấy có dấu hiệu vi phạm thì có thể có văn bản, đúng không? Ý kiến tiến hành kiểm tra xác minh theo quy định, rồi lưu hồ sơ kiểm tra, rồi theo dõi đôn đốc việc thực hiện các cái kiến nghị đề xuất sau kiểm tra. Thì chúng ta thấy bước thứ ba là kết thúc kiểm tra, thì trách nhiệm của thành viên đoàn kiểm tra sẽ báo cáo văn bản với trưởng đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ, và các thành viên được phân công thống nhất về báo cáo kết quả, rồi gửi dự thảo kết luận kiểm tra đến tổ chức cá nhân, đúng không? Rồi trưởng đoàn kiểm tra sẽ báo cáo tổ chức hội cá nhân ban hành quyết định. Chúng ta nhớ mốc trong 15 ngày kết thúc được kiểm tra là nhau trách nhiệm ban hành báo cáo kết quả về kiểm tra kết luận, đúng không? Kiểm tra rồi lưu hồ sơ kiểm tra, rồi theo dõi đôn đốc, đúng không? Rồi thực hiện kiến nghị đề xuất sau kiểm tra. Đấy, chúng ta thấy là ba bước rất rõ trong cái quy trình kiểm tra định kỳ thường xuyên chuyên đề. Tiếp theo là đối với quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm kiểm tra, đúng không ạ? Theo nội dung đơn thư phản ánh các loại tố cáo thì thấy là cũng có các bước rất là rõ, chúng ta thấy cũng có ba bước các em nhá, ba bước rất là chi tiết ở đây trong cái hướng dẫn. Chúng ta thấy bước đầu tiên nó thể hiện nội dung đó là về chuẩn bị kiểm tra hay không chuẩn bị kiểm tra, thì căn cứ vào kết luận kiểm tra giám sát phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc đơn thư phản ánh các loại tố cáo có nội dung cụ thể rõ ràng, ban thường vụ chủ nhiệm ban kiểm tra khi được ủy quyền ban hành quyết định kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm hoặc kiểm tra nội dung tố cáo theo thẩm quyền, và đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể về mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, phương pháp, thời gian, địa bàn kiểm tra, tiến độ thực hiện, thông báo kế hoạch kiểm tra cho tổ chức cá nhân kiểm tra, và trưởng đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đoàn kiểm tra thảo luận về các phương pháp tiến hành kiểm tra, sự phối hợp của các thành viên đoàn kiểm tra, các thành viên xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công và báo cáo với trưởng đoàn kiểm tra, chủ động nghiên cứu các báo cáo thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra, và đoàn kiểm tra xây dựng đề cương kiểm tra và yêu cầu tổ chức cá nhân được kiểm tra báo cáo giải trình bằng văn bản, cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra và gửi thành viên đoàn kiểm tra ít nhất 5 ngày làm việc để nghiên cứu. Chúng ta thấy bước thứ nhất cho việc chuẩn bị kiểm tra trong quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm kiểm tra theo nội dung đơn từ phản ánh, đúng không? Khiến các loại tố cáo ấy. Đó chúng ta thấy là căn cứ vào kết luận dấu hiệu vi phạm đơn thư thì tôi thấy là ban thường vụ chủ nhiệm ban kiểm tra khi được ủy quyền ban hành quyết định kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể, đúng không, về mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, phương pháp, rồi trưởng đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, rồi đoàn kiểm tra xây dựng đề cương yêu cầu với cá nhân được kiểm tra về giải trình bằng văn bản, đúng không ạ? Bước thứ hai trong việc thực hiện quy trình kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm kiểm tra theo nội dung đơn thư phản ánh các loại tố cáo đó là về tiến hành kiểm tra. Với những nội dung công việc chúng ta thấy là trưởng đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra, kế hoạch kiểm tra tới tổ chức cá nhân được kiểm tra, thông qua chương trình làm việc nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn, thời gian kiểm tra, nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn kiểm tra, quyền và trách nhiệm của đối tượng kiểm tra, dự kiến kế hoạch làm việc của đoàn kiểm tra, các nội dung khác liên quan đến hoạt động đoàn kiểm tra, thành phần tham dự buổi công bố quyết định kiểm tra, đấy gồm có đoàn kiểm tra, đúng không ạ, rồi
thủ trưởng, đúng không ạ, thủ trưởng cơ quan cá nhân là đối tượng kiểm tra hoặc thành phần khác có liên quan nếu có. Việc công bố quyết định kiểm tra phải được thành lập, phải được lập thành biên bản, và biên bản họp công bố quyết định kiểm tra được ký giữa trưởng đoàn kiểm tra và thủ trưởng cơ quan tổ chức cá nhân là đối tượng kiểm tra. Đoàn kiểm tra làm việc với tổ chức cá nhân được kiểm tra về nội dung kiểm tra, yêu cầu cung cấp về tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra, nghe đối tượng được kiểm tra báo cáo giải trình, các bên trao đổi thảo luận làm rõ nội dung kiểm tra. Nó làm việc với các tổ chức cá nhân, đúng không ạ, có liên quan, đúng không ạ, yêu cầu cung cấp tài liệu chứng cứ có liên quan đến nội dung kiểm tra. Làm việc với người tố cáo phản ánh đề nghị cung cấp tài liệu chứng cứ là đoàn kiểm tra xác minh tố cáo, rồi tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, kiểm tra xác minh các tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra, làm rõ có hay không việc vi phạm, nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân của vi phạm. Rồi quá trình đoàn kiểm tra làm việc với các tổ chức cá nhân thì phải được lập thành biên bản có chữ ký qua bên, và khi tiến hành kiểm tra nếu phát hiện có vi phạm đến mức phải xử lý ngay thì trưởng đoàn kiểm tra phải tổ chức lập biên bản về việc vi phạm để làm cơ sở cho việc xử lý. Việc xử lý vi phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật về kiểm tra, pháp luật khác có liên quan. Khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo với tổ chức hội cá nhân ban hành quyết định kiểm tra xem theo quy định. Thấy nội dung rất cơ bản trong bước thứ hai về tiến hành kiểm tra, trong quy trình kiểm tra có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra theo nội dung đơn thư phản ánh, đơn thư phản ánh theo tố cáo, thì thấy rất rõ là trách nhiệm của trưởng đoàn kiểm tra, đúng không, là chúng ta thấy là phải công bố quyết định kiểm tra thông qua chương trình làm việc. Rồi thành phần buổi công bố quyết định là gồm đoàn kiểm tra, thủ trưởng tổ chức cá nhân, đối tượng kiểm tra, các thành phần khác. Rồi công bố quyết định này, kiểm tra được lập bằng biên bản, và đoàn kiểm tra làm việc với tổ chức cá nhân được kiểm tra về các nội dung kiểm tra, yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu, đúng không? Rồi làm việc với tổ chức cá nhân liên quan, yêu cầu cung cấp tài liệu chứng cứ có liên quan đến kiểm tra, rồi tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, rồi làm rõ cái việc có hay không các vi phạm, nội dung, tính chất của các vi phạm ấy. Rồi quá trình đoàn kiểm tra làm việc với cá nhân phải nộp ở biên bản và có chữ ký bên, và khi có chưa thấy tiến hành kiểm tra, đúng không, nếu phát hiện có vi phạm mức phải xử lý ngay thì trưởng đoàn kiểm tra phải tổ chức lập biên bản, đúng không ạ, cơ bản trong cái bước về tiến hành kiểm tra. Bước thứ ba đó là bước kết thúc kiểm tra, nằm trong quy trình kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm, kiểm tra theo nội dung đơn thư phản ánh các bạn tố cáo, thì nó tới về cái bước thứ ba kết thúc kiểm tra. Ở đây đó là thành viên đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với trưởng đoàn kiểm tra về kết quả nội dung kiểm tra, kết luận vi phạm nội dung được phân công kiểm tra, và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan, trung thực về nội dung báo cáo kết luận. Đoàn kiểm tra xây dựng dự thảo báo cáo kiểm tra và kết luận kiểm tra. Và báo cáo kết quả kiểm tra phải có các nội dung chính, đó là kết quả kiểm tra, xác minh từng nội dung kiểm tra, có kết luận rõ, đúng không, đúng sai về từng nội dung đã được kiểm tra, xác minh, nêu rõ về hành vi vi phạm phát hiện qua kiểm tra nếu có, và dẫn chiếu theo quy định pháp luật, quy định của hội là căn cứ để kết luận đúng sai, xác định rõ tính chất vi phạm, đúng không, kiến nghị đề xuất việc xử lý đối với tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm, rồi kiến nghị khắc phục hạn chế yếu kém trong các quản lý của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Và dự thảo kết luận kiểm tra phải có các nội dung chính, ta thấy đó là có nội dung về đánh giá về thực hiện chính sách pháp luật, điều lệ hội, quy định của hội, thực hiện nhiệm vụ của đối tượng được kiểm tra, thuộc nội dung kiểm tra, kết luận về nội dung được kiểm tra, xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm nếu có, và các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng, kiến nghị các biện pháp xử lý, và trưởng đoàn kiểm tra họp đoàn kiểm tra để thống nhất các cái nội dung gọi trong báo cáo và dự thảo kết luận kiểm tra. Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo với tổ chức hội cá nhân ban hành quyết định kiểm tra, và trưởng đoàn kiểm tra tổ chức hội nghị để công bố, đúng không, chúng ta thấy là công bố dự thảo kết luận kiểm tra, đúng không, trưởng đoàn kiểm tra thông báo cho thủ trưởng cơ quan tổ chức cá nhân, đúng không, được kiểm tra về thời gian, địa điểm, thành phần tham dự hội nghị công bố về kết luận kiểm tra. Khi thấy người ta thấy là khi cần thiết thì có thể mời các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến đối tượng kiểm tra. Và tại hội nghị công bố này, trưởng đoàn kiểm tra thông qua dự thảo kết luận kiểm tra trước hội nghị để các thành viên tham gia ý kiến, đồng thời nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc thực hiện kết luận kiểm tra. Việc công bố dự thảo kết luận kiểm tra phải được lập thành biên bản. Và nhớ mốc thời gian ở đây đó là trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày họp công bố dự thảo kết luận kiểm tra, thì đoàn kiểm tra hoàn chỉnh văn bản kết luận kiểm tra gửi đến các tổ chức cá nhân có liên quan, đúng không? gửi đến người tố cáo nếu là đoàn kiểm tra xác minh nội dung tố cáo và đối tượng được kiểm tra để thực hiện.
chúng ta phải lưu hồ sơ kiểm tra. Lưu ở đây hồ sơ sẽ bao gồm là quyết định kiểm tra này, kế hoạch kiểm tra này, văn bản yêu cầu giải trình này, rồi các biên bản kiểm tra, rồi báo cáo giải trình của đối tượng được kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra, kết luận kiểm tra, văn bản về việc xử lý kiến nghị, việc xử lý các tài liệu, do thấy đủ các tài liệu liên quan đến việc kiểm tra. Rồi về sau đó cuối cùng trong cái nội dung kết thúc ở đây, kiểm tra đây là theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện kết luận và kiểm tra, tiến hành kiểm tra và thực hiện kết luận kiểm tra trong trường hợp cần thiết. Thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây trong cái bước thứ ba về kết thúc kiểm tra trong quy trình, phải nhắc lại quy trình kiểm tra có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra theo nội dung đơn thư phản ánh, các bạn tố cáo thì nó rất là nhiều nội dung, có thể hiện trách nhiệm của đoàn, thành viên đoàn kiểm tra, trách nhiệm báo cáo văn bản với trưởng đoàn, rồi cho thấy là kiểm tra xây dựng dự thảo báo cáo kiểm tra của kiểm tra, rồi báo cáo kết quả phải có các nội dung chính, đúng không, như là kết quả thẩm tra xác minh, rồi kết luận đúng sai, đúng không, rồi dẫn chiếu quy định pháp luật, đúng không, rồi xác định rõ tính chất vi phạm, kiến nghị đề xuất, đúng không, các biện pháp kiến nghị khắc phục hạn chế yếu kém, rồi có dự thảo kết luận kiểm tra thì còn có nội dung chính như là đánh giá về thực hiện chính sách pháp luật, điều lệ của hội, thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn, đúng không, rồi xác định rõ tính chất mức độ vi phạm, nguyên nhân trách nhiệm của tổ chức cá nhân, rồi các biện pháp xử lý theo thẩm quyền và trách nhiệm rất rõ của đoàn trưởng đoàn kiểm tra. Đây đó là họp đoàn kiểm tra để thống nhất các nội dung trong báo cáo, rồi trường có trách nhiệm về việc tổ chức hội cá nhân ban hành ra quyết định, đúng không, kiểm tra ra đấy trưởng đoàn kiểm tra báo cáo tổ chức hội cá nhân ban hành quyết định kiểm tra, rồi trưởng đoàn kiểm tra này. Trưởng đoàn kiểm tra tổ chức hội ta thấy là tổ chức hội nghị, đúng không, và sẽ trách nhiệm cái tổ chức hội nghị để công bố cái dự thảo kết luận, và trưởng đoàn kiểm tra cũng có trách nhiệm thông báo cho thủ trưởng cơ quan tổ chức cá nhân được kiểm tra về thời gian, địa điểm, thành phần tham dự hội nghị công bố dự thảo kết luận kiểm tra. Đấy, trách nhiệm của trưởng đoàn kiểm tra rất là lớn. Vừa qua thời gian ta thấy trong hạn 15 ngày kể từ ngày họp công bố dự thảo kết luận kiểm tra thì đoàn kiểm tra hoàn chỉnh văn bản kết luận kiểm tra gửi đến các tổ chức cá nhân có liên quan, đúng không ạ. Rồi nữa là chúng thấy phải lưu hồ sơ kiểm tra, trong đó có phần quyết định kiểm tra, kế hoạch kiểm tra, văn bản yêu cầu giải trình, các biên bản kiểm tra, báo cáo giải trình, đúng không ạ, rồi các kết luận kiểm tra, văn bản về việc xử lý kiến nghị, việc xử lý rồi các tài liệu liên quan, và cuối cùng trong cái bước mà kết thúc kiểm tra là theo dõi đôn đốc, giám sát thực hiện và kết luận của đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra trong thường thiết. Đấy là toàn bộ cái quy trình kiểm tra kèm nhận và hoàn thiện gắn với quy trình kiểm tra. Ta thấy mang tính là cho thấy nội dung rất là rõ trong cái phần quy trình kiểm tra định kỳ thường xuyên chuyên đề, thì có 3 bước: bước chuẩn bị kiểm tra, bước tiến hành kiểm tra và bước kiểm tra. Nhưng mà với quy trình kiểm tra có dấu hiệu vi phạm kiểm tra theo nội dung đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo thì chúng ta cũng có 3 bước: bước nhất là kiểm tra, bước hai tiến hành kiểm tra, và bước thứ ba là gì, kết thúc kiểm tra, đúng không ạ. Ta đi sang với nội dung quy trình giám sát thì sao. Quy trình giám sát thì chúng ta thấy có các nội dung rất cụ thể, đúng không, chúng ta thấy nó thể hiện ở đây đó là gắn với giám sát thường xuyên thì thực hiện bằng hình thức là giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp. Thứ hai là giám sát chuyên đề thì thực hiện theo quy trình kiểm tra định kỳ thường xuyên theo chuyên đề mà chúng ta được quy định trong quy trình kiểm tra điểm A khoản 1 đấy. Rồi thứ ba là về xử lý kết quả giám sát theo nhau. Thì với quy trình giám sát đầu tiên là giám sát thường xuyên được thực hiện bằng hai hình thức, đó là giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp. Thì giám sát trực tiếp là sao? Giám sát trực tiếp đó chính là được phân công ủy viên ủy ban kiểm tra trực tiếp thường xuyên theo dõi địa bàn, lĩnh vực, nắm vững về tình hình, phục vụ cho việc phát hiện dấu hiệu vi phạm nếu có, rồi thông qua các cái hội nghị ban chấp hành cùng cấp và cấp dưới, rồi thông qua nghe phản ánh báo cáo từ các tổ chức hội, ban, đơn vị cùng cấp và cấp dưới, rồi giám sát tổ chức hội cùng cấp và cấp dưới thông qua các cái báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo chuyên đề. Đấy là những nội dung về gắn giám sát trực tiếp và những việc phân công ủy viên ủy ban kiểm tra thường xuyên theo dõi, rồi thông qua việc dự các hội nghị ban chấp hành cùng cấp và cấp dưới, rồi thông qua nghe phản ánh báo cáo từ tổ chức hội, đúng không? Rồi giám sát tổ chức hội cùng cấp và cấp dưới thông qua báo cáo định kỳ hàng năm báo cáo chuyên đề. Đây là nội dung về giám sát trực tiếp. Còn với giám sát gián tiếp là sao? Gián tiếp đây chính là thông qua về nhận xét đánh giá của các ủy đảng, chính quyền, đoàn thể về công tác hội và phong trào nông dân, rồi thông qua nghiên cứu kết quả giám sát của các ủy đảng đối với đảng viên là cán bộ hội nông dân các cấp, rồi thông qua được nắm tình hình các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, các cơ quan bảo vệ pháp luật, phương tiện thông tin đại chúng, dư luận xã hội, rồi thông qua được đánh giá phản ánh của hội viên nông dân về tổ chức hội và đơn thư phản ánh khiếu nại tố cáo và các hình thức giám sát khác. Chúng thấy với giám sát gián tiếp đó là thông qua, đúng không, nhận xét đánh giá của cấp ủy đảng, chính quyền, rồi thông qua nghiên cứu kết quả giám sát của cấp ủy đảng đối với đảng viên là cán bộ hội đồng nhân dân cấp, rồi thông qua và nắm tình hình các cơ quan tổ chức hệ thống trị, các cơ quan bảo vệ pháp luật, rồi phương tiện thông tin đại chúng, và thông qua việc đánh giá phản ánh hội viên nông dân về tổ chức hội và đơn thư phản ánh kiến nghị tố cáo và các hình thức khác em nhé.
Đấy là nội dung về giám sát thường xuyên, thứ hai tức là giám sát trực tiếp và gián tiếp. Thứ hai là việc giám sát theo chuyên đề, đó là thực hiện theo quy trình kiểm tra định kỳ thường xuyên chuyên đề mà thầy vừa chia sẻ là ba bước đấy, đúng không? Từ chuẩn bị, từ tiến hành, kết thúc kiểm tra quy định tại điểm A khoản 1 mà thầy vừa chia sẻ trên. Thứ ba về xử lý kết quả giám sát thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ xử lý như sau: đã kịp thời nhắc nhở, lưu ý, cảnh báo bằng các cái hình thức thích hợp theo thẩm quyền với đối tượng giám sát về những vấn đề cần thiết, rồi nhận xét, đánh giá kết quả giám sát, xem xét trách nhiệm của đối tượng giám sát, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xử lý, rồi yêu cầu đối tượng giám sát sửa chữa những thiếu sót khuyết điểm và khắc phục hậu quả nếu có, và yêu cầu tổ chức hội và lãnh đạo có thẩm quyền chỉ đạo đối tượng giám sát chấp hành thông qua kết quả giám sát. Và cuối cùng là qua giám sát nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì chủ thể giám sát có trách nhiệm báo cáo cấp thẩm quyền quyết định kiểm tra vụ việc. Chúng ta thấy về phần xử lý kết quả giám sát, chúng ta thấy cần nhớ ở đây đó là kịp thời nhắc nhở, lưu ý, cảnh báo có hình thức thích hợp theo thẩm quyền với đối tượng giám sát, và nhận xét, đánh giá kết quả giám sát, xem xét trách nhiệm của đối tượng giám sát, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xem xét xử lý, rồi yêu cầu đối tượng giám sát phải sửa chữa những thiếu sót khuyết điểm và không hiệu quả, rồi yêu cầu các tổ chức hội lãnh đạo thẩm quyền chỉ đạo đối tượng giám sát chấp hành thông báo kết quả giám sát, và qua giám sát nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì chủ thể giám sát có trách nhiệm báo cáo với cấp thẩm quyền quyết định kiểm tra vụ việc. Toàn bộ nội dung về quy trình kiểm tra giám sát nằm trong câu hỏi số 4 kèm nhé. Chúng ta phần kết luận như sau. Trên đây là các nội dung quy định về nguyên tắc xử lý ý kiến khác nhau, đúng không ạ, trong việc thực hiện kiểm tra giám sát. Thì đây là những nguyên tắc rất là cơ bản, đúng không ạ, sẽ giúp cho các cơ quan thẩm quyền xác định rõ những nội dung phân định, đúng không, về trách nhiệm cũng như là trong việc phối hợp xử lý, đảm bảo sự hài hòa trong các kiểm tra giám sát theo đúng cấp có thẩm quyền. Đồng thời thì quy định số 797 cũng quy định về quy trình kiểm tra giám sát. Đây là quy trình rất là chi tiết, cũng rất cụ thể, giúp cho các cấp hội, đúng không ạ, đặc biệt là với ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra tuân căn cứ vào đó tiến hành kiểm tra với các tổ chức hội, hội viên và nông dân chấp hành theo các quy định về chấp hành chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, điều lệ của hội và các quy định hướng dẫn trong việc thực hiện trong tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát trong hoạt động của hội về tài chính này, về các hoạt động tổ chức của hội, đúng không, của ủy viên ủy ban chấp hành, ủy ban thường vụ rồi ủy ban kiểm tra trong việc chấp hành các thực hiện các chính sách pháp luật, đúng không, điều lệ hội, quy định của hội rất là rõ, đúng không, khi mà vi phạm tùy theo nghĩa là vào mức độ đấy, vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân khi có vi phạm, có đưa ra những biện pháp xử lý theo thẩm quyền được quy định trong điều lệ hội và văn bản hướng dẫn thi hành, các em nhé. Gọi là toàn bộ nội dung trong câu hỏi số 4, thầy đã hướng dẫn rất là chi tiết cho các em. Thì trong buổi chiều nay thầy hướng dẫn 4 câu hỏi rất là căn bản, rất là cơ bản. Còn 6 câu hỏi lại thầy sẽ hướng dẫn các em vào buổi tối nhé. 6 câu hỏi sau thì nội dung nó ngắn hơn, thì chúng ta sẽ thực hiện ở buổi học sau. Cảm ơn các em đã tham dự buổi học chiều nay. Rất mong các em lắng nghe bài giảng của thầy, trong đó thầy đã hướng dẫn rất chi tiết những nội dung gắn với trong quy định số 797 về công tác kiểm tra giám sát của hội nông và thi hành kỷ luật của hội nông dân Việt Nam, rất là cụ thể, gắn với câu hỏi, gắn với mục đích, đúng không, rồi nguyên tắc kiểm tra giám sát, đối tượng chịu sự kiểm tra giám sát, rồi về nội dung hình thức kiểm tra giám sát, rồi trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ, của ban kiểm tra các cấp trong việc kiểm tra giám sát, cũng như về nguyên tắc xử lý, đúng không, trong các ý kiến khác nhau trong việc thực hiện kiểm tra giám sát và quy trình kiểm tra giám sát được quy định trong nghị định trong quy định số 797 của ban chấp hành hội nông dân, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của hội nông dân Việt Nam, các nhá. Thì rất mong em lắng nghe, chúng ta gạch các ý chính và triển khai các ý, dàn ý và làm theo những hướng dẫn của thầy, các em nhé. Cảm ơn các em rất nhiều. Vâng, xin chào tất cả các em.